Mấy đứa gì mà mặt hẹp mấy đứa lỗ hai ông chị mà tua mà chú nữa ăn men phát phò anh chị tìm bạn thấy ông chị lưu kiệt lấy lại ông chị lưu trắng đấy đặt cái con trái bằng sọc bạn tay đầu tư con để sọc thêm tha sọc trắng nhưng mà đằng đáy phải lưu tha con học ấy con có tha trẻ có tha ở du sóc khơi tha ở vừa sọt kháng lệch tha chắc á mà hay nó phải hái miên cái do ấy ta co lại smile là vinh ao chẳng smile với nhảy phần tay khỏi là có trong đâu tha vừa sọt men ấy chẳng á hay hay với xanh kia sọt màn mà xanh sọt men là đang ấy với xanh nhung sủa luôn á mà phải mà tay đấy sao miền tập anh ha cô trai sư này ai là sai là thua này mà mình muốn là trai muốn lúc ở vì có đau bây giờ thì cho pet để pet buồn trăm ngày ca riệp nó ở về nghĩa tha tây là dương riệp liếm à xì ma ấy vì nơi mình toàn răng mòn lõ hay dương bà được đặt chân về hiện phải nhập đấy tái nhưng mới tới đôi chị tục mà ngay thì hỏi việc đôi chị ở khơi sọt từ nè cho nghĩa tha chẳng á về hiệp nó của chiến nè đã cao tất tung à cho nên ai mưa từ lưu con trai con miền nào thức khỏi vậy con na mùi, thành than nó sập là chỉ riêng trắng,
mà ta anh ấy kia vì anh đang đại của con quát thời cả nó làm nó sợ so... mình khẽ ngó suy ấy mình khẽ mình ai lại đi lúc cho anh lên bài hại thì vì còn là vì chứ là sai cái đại luôn xì xì anh là nghi ở không lắng ấy nữa nhưng cái thang khai nó về khai thì chẽ về nghề ra sai hai bộ nó về thơ ca ca gì nấu về phía chở nó về nông sân chẽ là nông sân chẽ chân tới về hiện nghề mà nghề ra sai nghề ra luôn à hãy gặp nhung anh thử ở bàn đây bộ ấy nhung sọc thơ mong thở mà mong đào cô mong ấy nên sạch phơi buông công cùng ấy sạch phơi sạch mong chân sọc à mẹ ăn hơi ăn thấy cam yên chứng ở đây cho nhung sạch quạt một phần để sạch một trang lục cù lại cam yên câu na muối đại đại vẻ thật đạn được sợt mà thì hiền chẳng á tay cái nó ở sợt tê tay đạn câu nhìn câu lại đạn đạn bị dập nè môi vậy đạn nặng chỗ gì ấy ở bàn thẹt tuôn cò rừ hoa lại trừ hoa lại ấy chẳng á nè nắng thả nắng chồng cài còn năm khỏi cài ba nó cài ba nó rồi nè ở đây bờ nào miền bắc hai trăm ao một chùa ghế trong khỏi hay shop xua ghế mít sắt có mang hốt vui khi trong một ngày đến khi trong sửa tét trong đấy và vậy mời mới quậy khi trong đồ đồ chơi đấy còn là đồ ở chân tang thì co té rồi ở chân tang trắng vì vì nó khẩu mà hay dùng thêm chân tang lưỡi thơm mì của chân tang nó của chân tang trắng đây mà mình chân tang thơm mì đi à để dừng đôi với khoản là cắt tơ đặt với cùng ao cái đĩa xí nữa của ta nhưng mà chọc đấy mà khoản này thì dừng mười tỷ này anh với thuộc khẩu hải màu hỗn đang kịp phép ngày là mấy tiếng từ anh ấy áp cái này à mới bảy hai cái này mới bảy hai dạ rồi phần tăng thơ má vào ở đây đây thì mình phải hai phối mà ngay đứng chạ thì mong một te nó thơ à phơi trôi một tí đấy số máu con bây giờ chắc không niệm bây giờ xuống này